cầu rồng kia bé. Đúng rồi, cầu Trần Duy Lý với cầu rồng. Đây cầu rồng không? Rồi cái hộp là 6.280 mét. Hầm Hải Vân. Đây sắp tới là khánh thành hai cây cầu dưới này nữa cái gì? Ở đang làm đó. Hai cây cầu. Và làm cầu á là bên đây mới phát triển. Nếu mà không có cầu qua là bên đây không phát triển. Kiến cái cầu. Con trai. Và làm cái cầu bé đi rồi, bộ nữa. Em bé rồi không? Em bé bên kia rồi, em bé gái đâu rồi? Cười à.